nay thì mình có một ca phóng sự cưới nhá, rất là hoành tráng các bạn ạ. Rồi sáng nay thì mình có làm một ca quay truyền thống rồi nên là không có tay nào để quay cả. Chiều nay thì làm một cái đám cưới rất là to ở khu Anh Dũng. Anh theo chân mình nhá. Đứng đi, đứng đi, cháu chụp cho chú ơi. Rồi, cô chú đứng xích cái bên này một tí xíu nào. Rồi, thế nhá. Rồi, em bé ơi. Rồi, thế nhá. Cô chú ơi, nhìn cháu cười tươi này. Rồi, thế nhá, hai, ba này. Rồi, kiểu rất là tươi này. Hai cô đứng xích cái này tí ạ. Rồi, ok, một tí thôi. Hai cô tiến lên cháu một tí nào. Rồi, hai cô ơi, nhìn cháu cười tươi nhá. Hai, ba này, kiểu rất là tươi này. Hai, rồi. Chưa. Nhìn nhau cái, nhìn nhau cái. Rồi. Okay. Đấy, đi qua bắn nhá. Đi qua bắn. Sân khấu. Ban tổ chức chúng tôi xin được mời đại diện gia đình nhà trai đứng bên cạnh chú rể, còn đại diện gia đình nhà gái đứng bên cạnh cô dâu. Mấy em đứng lùi xuống tí nào, anh 85. Anh chỉ ở đi. Ừ, anh chỉ ở đấy, nhưng mà tí nó bắn pháo rồi. Thưa quý vị, thưa quý. Còn bây giờ thì sao ạ? Xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ dừng lại dùng tiệc trong ít phút và hãy hướng chọn tầm nhìn của mình về sân trình ở Sẻ Bùi. Nào xin mời. Xin mời cô dâu chú rể hãy nâng bước chân tình yêu hạnh phúc của mình để đến với tháp ly và bật mở chai rượu trong tay hạnh phúc, rót lên sàn tháp ly yêu thương để cho tất cả quý vị khách quý được chứng kiến niềm vui hạnh phúc của hai em. Là tượng trưng cho sự trường tồn và vĩnh cửu của tình yêu. Dòng rượu đỏ như dòng máu của hai con tim. Và thưa quý vị, chúng ta đang thấy dòng rượu đỏ lúc này đang tuôn chảy trên tháp ly tình yêu và hạnh phúc. Mình chứng một lần nữa chú rể và cô dâu của chúng ta là đôi đương nhật nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay. Kể từ ngày hôm nay thì hai trái tim đã chính thức hòa chung một nhịp đập. Hai tâm hồn đã quyện chặt với nhau và họ sẽ nguyện yêu thương, dành tặng tình yêu đó cho đến ngày hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau.
Còn bây giờ đây thì cô dâu chú rể sẽ quay trở lại trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Xin mời. Kính thưa toàn thể quý vị, kể từ ngày hôm nay, gia đình nhà trai chúng tôi vui mừng được đón dâu hiền, gia đình nhà gái tưng bừng được đón rể Thảo. Xin mời chú rể hãy nâng ly rượu hạnh phúc để kính dâng lên ba và mẹ của cô dâu. Xin mời. Và tiếp theo xin mời cô dâu nhật lệ xinh đẹp, em hãy nâng ly rượu này để kính dâng lên ba và mẹ của chú rể. Và bây giờ thì thưa quý vị, cô dâu chú rể của chúng tôi sẽ nâng ly rượu hạnh phúc của mình lên và họ sẽ hướng ánh mắt về phía của nhau một lần nữa để tay giao tay và môi kề môi, hãy uống với nhau ly rượu giao môi, ly rượu ơn nghĩa phù thề. Xin mời. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng vỗ tay thật lớn một lần nữa nào để chúc mừng hạnh phúc trăm năm. Kính thưa toàn thể quý vị, và xin được cảm ơn âm nhạc, xin cảm ơn âm nhạc rất nhiều. Ban tổ chức có một lời đề nghị như thế này ạ. Ngày hôm nay là ngày 20 tháng 3, là ngày quốc tế hạnh phúc. Và chúng ta đang có mặt tại khán phòng hôm nay để gửi tới Duy Quang và Nhật Lệ thật nhiều những lời chúc mừng hạnh phúc. Vậy thì xin mời toàn thể quý vị, bên phía tay trái của tôi, bên phía tay phải của tôi, xin mời quý vị hãy đông đầy ly của mình. Hãy đông đầy ly của mình vào ạ. Ai có gì dùng đó. Hãy giơ cao cánh tay của mình lên và giơ những tiếng giơ thật lớn để chúc mừng cho hai bên gia đình, đặc biệt là chúc phúc cho cô dâu chú rể. Quý vị sẵn sàng chưa? Nào! Vâng, sẵn sàng nhá. Hai ba giơ, hai ba giơ và hai ba chúc mừng hạnh phúc thật lớn ạ. Xin được cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có một buổi tiệc thật ngon miệng. Và xin mời hai bên gia đình của chúng ta nào sẽ cùng chạm ly để kết tình thông gia. Xin mời. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình, để dành tặng những lời tri ân, những lời cảm ơn tới tất cả quý vị khách quý ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bác trưởng đoàn của đoàn đại biểu gia đình nhà trai. Vâng ạ, bác của chú rể.